9 giờ lên để hộ bọn cháu vào. Không, em cứ làm dư hai con của đấy là để riêng rồi. Có. Cái này là chín chưa? Chưa anh ơi. À, chưa. Rồi đen này. Tôi phi anh ạ. Mấy thằng cháu ở nhà ui. Ăn một giờ mình đặt chữ vào bố thôi. Đặt một con này. Con đen thử con đen đi. Con đen chúng ăn con đen là con gì? Đen. Ăn đi ăn con đen. Đen nó lạ cái gì? Nó là vịt. Con đen này thử ăn. Ê, nó lạ. Con đen nó mới lạ. Đen sợ nó mới gì? Mấy màu thức nó khói chứa. Làm cái này là cái dưa chuột, dưa bao chuột, dưa bao tử, dưa Việt Gáp ấy. Nốt đi lá chuối nó quá hở. Ví dụ dàn đẹp anh sang đổi đâu đi nhá, có cho em khay từ anh nhá. Quá giòn đổi đâu lại đẹp chưa, da giòn đẹp chưa, đúng rồi quá chuẩn. Ba chỉ quay. Mà khéo đấy em. Dạ, tay con trai mà khéo đấy. Đây là chuẩn bị ra lò này này. À, thế có được ăn thử không? Ăn thử hả? Tầm muộn thì mình chắc làm mới được. Hôm hôm đầu cho mọi người ăn thử khác. Cơ đốn rồi à? Dạ, kiểu cứ chặt ra cho luôn như... Để cho lúc nào nhỉ? Phải để lại. Vàng chưa? Ui rồi vàng ươm rồi. Đây này mọi người nhìn này, vàng rất là đẹp luôn này. Có quay cả lợn đấy hả? Ui rồi vàng quá đẹp luôn này. Thấy chưa? Mọi người nhìn thấy chưa? Như con này là chưa nướng, chưa quay nên ra cái màu vẫn chưa đẹp như này. Bây giờ là đầu
không cắt đi rồi mà nhìn như này là nhiều người là không phát hiện ra con vịt đâu mọi người. Vịt châu bà. Bởi vì là cái vịt này là rút xương rồi. Vịt đi bà, tưởng vịt châu bà. Không phải vịt châu, người ta gọi là đàn là cây con vịt bà. 300.000 đây. Ui giời, màu đẹp thế. Bây giờ cho cái này vào nướng tiếp đi. Cái này nướng hết mà. Ôi giời. Này nó hơi nứt nứt nhỉ. À. Là con nào? Toàn nước ngọt đấy. Con đen này. Con nào cũng được, nghĩa là phần một nửa con bên này là cái cuối chín rồi. Mùi mùi xa. Ôi giời giòn quá. Quá. Như từ đã bỏ hết ra. Được. Đấy, tăng ra đi. À. Đấy. Anh ấy cho ớt hoặc cái gì đệm này này. Lấy con này ra. Đi xe. Đeo trang cái này. Nhưng mà như thế thì mình không có người móc đâu. Let's go. Đấy, khách đang đòi lắm đây. Đứng cổng chờ đây. Vòng từ nhà lên đây. Đúng không? Rồi. Nhưng mà anh nói là nó xong rồi cơm như là lục ra. Bảo anh nấu được thì anh nấu xong rồi cơm. Nhiều vào. Xong rồi lục lục. Có lợn quay rồi. À, xong rồi cơm mới dùng được rau ra lên nhé. Trời ơi. Một văn xuống dưới nhà đi lên. Trời ơi, không cảm. Cái nãy là nhiều người. Thế à? Alo. Đã bảo là anh nấu cho một người cơm nhiều vào tầm nhiều người ăn hơn chục người xong bắt đầu luộc rau nhiều vào thêm bỏ con lợn quay rồi anh em mang đi chuẩn bị nước chấm bảo anh muốn làm cơm gì đây em ơi. Ở đường xa nhà. Đây này. Còn như lần quay luôn. Bao tiền con đây ông ơi? 300 ạ. 300 ạ. Đây chưa? Chưa chưa. Tí nữa cho con này. Hết rồi anh ạ. Ôi giời. Tứ tỏi đứng rồi. Kéo tất cả các gian hàng, kéo gian này là đắt hàng nhất đây. Cho hai đĩa đi. Hấp dẫn nhất. Đây này hấp dẫn nhất. Cái này lấy đây của chị đây. Đây của hai bác này. Lấy số điện thoại đấy. Không, đây của hai bác này kia. Còn đây đây đây. Đây của chị đấy. Nó nhỏ thôi. Ô, nhưng mà hôm qua chị đấy bảo đấy hả? Ừ. Nhưng mà thì hôm qua em bảo là không hứa trước ấy, nhưng mà chị em lấy thấy. Úi giời. Đấy. Số điện đi bác. Bạn đấy mình này không ấy ngay từ đầu. Mai ăn, đặt mình hàng mai ăn. Quay, quay ngay từ đầu. Để quay không? Đây. Quá hấp dẫn. Ngon quá hấp dẫn luôn. Để quay thức ghê. Đấy.
Anh Ngọc ơi, anh Ngọc ơi. Cho cô về tôi bỏ nhé. Hết rồi. Con nhỏ cuối cùng. Nhỏ thêm cái gì? Đây, phải cho nếm con miếng này. Cho nếm vào đây. Ông chủ, bà chủ đây. À thế à? Vâng, đây cho là ông chủ, đây là bà chủ. À. Mẹ viết cái từ độc đáo chất khê để ăn rồi, nhưng mà đúng là từ xưa nay là quay chất khê nổi tiếng rồi. Bây giờ là càng đá, đá nổi tiếng thì nay càng nổi tiếng hơn. Càng nổi, ba. Đợt trước chưa giòn lại thôi. Giòn yên tâm. Đợt trước rằng là hôm nay mình lên mua. Còn nướng lại vẫn ngon. Bao giòn 12 tiếng. Bật bụng lên nó sáng. Bao giòn 12 tiếng. Rồi. Ôi, tôi chết rồi. Hai ông. Không phải là trong giờ đâu mà đã bảo hai ông, mỗi ông trông một lò. Ra rồi. Cháy tí rồi. Không sao. Ui giời, bánh đa. Cái này ra giòn như bánh đa luôn. Tỏi mẹ. Ui ồ. Anh ấy nhấc cái kia ra, còn đậy làm gì nữa. Heo quay. Trời ơi. Đậy một cái mang ra đi ăn. Được không? Cho cho em tí nước chấm. Ui giời, nhìn giòn đẹp chưa. Con ship sang nước Úc, UK nữa mà. Hai con rưỡi thôi, sao toán hôm qua đấy mà có nhận đâu. Thôi chị ơi, đặt bát chỉ cái nào đấy ạ? Nhà mình với nhà ai con? Xong rồi cho mấy cái đỏ đỏ lên thôi. Vâng, vâng. Cái lát chặt để khách ăn thử này. Nó thơm nhỉ? Ừ, thơm phức luôn. Thôi rồi, đây là vuông vắn lắm ấy nhỉ. Cục mà bà chỉ quay này rất là thơm đấy mọi người ạ. Đứng ở cạnh mà cái mùi thơm phương phức luôn. Dạ. À, cái này lát đường lợn phải không? Vâng. Cái kia đường lợn nhỉ? Vâng. Thế hai loại vịt này, vịt mới. Vịt này. Qua bên kia anh. Ừ, qua bên kia quay. Ui giời, màu đẹp thế. Này cứ đúng cái phẩm của nó. Cái này phải bật salad lên mới được. Ôi. Đây mọi người ơi, cái này là lu ba chỉ quay này là giòn như bánh đa luôn mọi người. Bây giờ mình sẽ cảm nhận cho mọi người nhá. Đây này, mình sẽ thử này. Đây, ra sẽ thử xem ra giòn không nhá mọi người nhá. Đây là, này là nước chấm mọi người. Giòn thế. Thế là đang thử ba chỉ. Giòn giòn bô bô đấy mọi người ạ. Mà cũng rất là ngon, mà nước chấm là rất là ngon ngọt luôn. Chấm này là chấm thần thánh. Thần thánh luôn đấy mọi người ạ. Quá ngon luôn đấy. Đây, da rất là giòn. Đây, mình sẽ thử một miếng nữa nha. À. Da này, da giòn như bánh đa kế luôn mọi người ạ. Đây, nước chấm là nước chấm thần thánh đấy. Ngon thế. Mới giòn nhưng mà ngon mọi người ạ. Nước chấm là quá tuyệt vời luôn ạ. Đã bao giờ ăn ba chỉ giòn như thế chưa? Chưa, mình chưa được ăn cái này bao giờ, lần đầu tiên đấy chị ạ. Rất là ngon.
Đây, giòn lắm. Da này, bì này. Giòn chặt chặt. Nếm, nếm giòn rồi. Nếm đi. Nhớ mi, anh em vào nhớ mi. Thơm ra, giòn ngon lắm. Ngon thế. Nè, nước chấm này. Nè. Cái này đúng là nước chấm thần thánh luôn ạ. Rất là ngon. Cái thịt này, cái da này. Rất là ngon này. Quá giòn luôn mọi người. Hàng bán nhưng mà chẳng qua đi để nếm thử vị này xem nào. Đúng rồi. Có mấy hàng bán mà. Những cái hàng đấy còn thua đâu. Có chị ở chỗ công ty thương mại đó bà đi chưa ông ý. Ngon nhiều cả. Chỗ công ty thương mại này bán ngon mà. Hôm nay ngon hơn. Nhưng mà đang để của em hay của chị đấy. Chị đấy ạ. Vâng, em làm màu huyệt. Đây của chị này ạ. Thank you.